người thắp nến, quỷ thổi nến. Đào mộ có một quy luật, khi mộ vàng của sĩ quan mở ra, phải thắp sáng một cây nến ở góc đông nam của cung mộ dưới lòng đất, thuận lợi mở được quan tài vàng. Nếu như cây nến tắt, phải bỏ lại tài sản có được trong tay và rời khỏi mộ huyệt, nếu không sẽ phát sinh tai họa. Minh Thúc hậu thế của Tương Tây Thiên Thi, đời trước Bối Thi có gia tài bạc triệu, nhưng anh ấy có khát vọng có càng nhiều gia tài. Anh ấy có được một quyển kinh văn kho báu từ một người ngoại quốc, trong đó có viết về một thi thể thủy tinh nghìn năm ở đất quỷ, vô giá. Vì tiền, anh ấy đã mời đến một đoàn chuyên gia khai quật. Vai chính của chúng ta, Hồ Bát Nhất, Anh Béo Vương và Tuyết Lê Dương, ba người bọn họ đã bị nguyền trong một lần khai quật mộ, phải đem theo bảo vật mật Phượng Hoàng đến đất quỷ hóa giải lời nguyền, nếu không khó thoát khỏi cái chết. Vì tiền và cũng vì mạng sống, mọi người cùng chụp một tấm ảnh chung. Kinh văn có viết đất quỷ thủ thành là Ác La Hải Thành, chính là ở cao nguyên Thanh Tạng bây giờ. Trên đường xuất phát, Minh Thúc dù đã đem theo rất nhiều bình xăng, vệ sĩ, tài xế, vợ, con gái nuôi, Hồ Bát Nhất không biết phải làm sao. Thật may anh ấy đã mời đến một thầy tu quen thuộc văn hóa đất quỷ, gọi là sư phụ Thiết Bổng. Bọn họ lần theo chỉ dẫn trong kinh văn, điểm đến đầu tiên, Miếu Luân Hồi. Vừa bước vào hầm, Minh Thúc đã động thủ, dùng búa gõ vào bức bích họa làm rơi mắt con tinh tinh xuống. Thiết bị khởi động, vô số mũi tên bắn ra, phải ba người cùng làm mới lấy được mũi tên mật mã. Hồ Bát Nhất ném một móc câu vào mắt con tinh tinh trên bức bích họa lại lần nữa, cuối cùng tắt được thiết bị, cửa mộ mở to. Nếu như mắt rắn này là Ác La Hải Thành, vậy bốn con thần thú kia là bốn ngọn núi tuyết chỉ trong bản đồ kinh văn. Màu sắc của bức họa trên trường trong miếu và nội dung trong kinh văn hợp nhất, như vậy đã rõ đường vào mộ rồi. Trong miếu còn có một bức tượng Phật kỳ lạ, không phải làm từ vàng thuần hay đồng thuần, mà làm từ ngũ kim hợp luyện, đối ứng ngũ hành. Minh Thúc bị bức tượng Phật thu hút rồi, anh ấy đưa tay ra chạm vào nhưng bị con gái A Hương khuyên ngăn. A Hương trời sinh đã có đôi mắt âm dương, cô ấy nhìn ra bức tượng Phật ấy không tốt, đồng thời làm loạn đồ vật trong miếu, khả năng sẽ lại một lần chạm vào thiết bị. Nhưng ông già này rất cố chấp, ngoài mặt thì đồng ý, trong lòng nói tài xế âm thầm gói đem đi bức tượng Phật. Tượng Phật rơi xuống, bọn họ phải đối mặt với quái vật dữ nhất. Minh Thúc sợ chết, tháo chạy lại còn đóng cửa, xém chút là để ba người tiểu đội sợ chết. Anh Béo bực tức muốn đánh người, Hồ Bát Nhất chỉ có thể cảnh cáo Minh Thúc không được làm như thế nữa, nếu không mọi người sẽ chết. Móng vuốt âm, thức uống vitamin, gạo nếp đen đều đã tế cho thiết bị dưới miếu rồi. Đây là móng vuốt âm, một khi xuống mộ đều sẽ không bị các thi thể độc hại chạm tới. Tiểu Hương đột nhiên khóc hét lớn chạy tới, cô ấy nhìn thấy người đã chết trong miếu luân hồi đã nhập vào người sư phụ Thiết Bồng. Vào cửa nhìn, sư phụ Thiết Bồng nhiễm độc hôn mê rồi. Sau khi giải độc mặc dù giữ được mạng, nhưng ông ấy không thể đồng hành cùng mọi người được nữa. Trước khi đi, sư phụ Thiết Bồng đã tiết lộ một điều, có hai quyển kinh văn, nhưng Minh Thúc chỉ lấy ra một quyển, đằng sau còn có âm mưu toan tính gì. Bọn họ đối với Minh Thúc có sự phòng bị, để thuận lợi tiến vào đất tạng. Hồ Bát Nhất mời tới người bạn sơ nhất giúp đỡ anh đến đất tạng. Vạn sự chuẩn bị xong, bọn họ bắt đầu xuất phát. Để không bị bọn chó sói núi tuyết thấy, bọn họ từ vách sườn núi trèo xuống. Ở dưới toàn bộ đều là châu báu và xương thi thể. Đây là tạng cốt câu, cách thi thể thủy tinh không xa. Nhưng đột nhiên có chuyện ngoài ý muốn, vợ của Minh Thúc không thấy đâu, quay lại đường cũ, cuối cùng cũng tìm thấy cô ấy dưới lớp tuyết. Lớp tuyết bên cạnh cô ấy có vẻ kỳ lạ, dưới lớp băng ở núi Côn Luân có một vật gì đó. Hồ Bát Nhất mới tuyết ra, hình như là một thi thể khô. Ông già nghe vậy lập tức nhanh trí, thi thể khô còn nguyên vẹn này đáng giá bạc tỷ. Bọn họ chuẩn bị phá lớp băng, dừng, tiếng nứt gãy giống như lớp tuyết sụp đổ. Làm gì mà không gõ nữa, gõ hai cái nữa là ra được rồi. Ông già bị tiền mê hoặc rồi, căn bản sẽ không nghe lời. Anh ấy tiếp tục gõ lớp băng, băng tảng nứt gãy. Ông già sợ rồi, anh ấy đã mất đi người vợ hôn mê kế bên. Ông già bây giờ mới có chút hối hận, anh ấy hét to tên vợ mình. Không ngờ người vợ thật sự đang leo lên. Những người khác cảm thấy không đúng liền nổ súng liên hồi. Cô ấy bị một loài ký sinh trùng tuyết di lặc nhiễm vào, biến thành một quái vật. Mọi người hợp lực tấn công cô ấy. Tai họa không chỉ một, bầy sói cũng đã tìm đến. Bọn họ vài người phải đối đầu với cả một bầy sói rất lợi hại. Hồ Bát Nhất thậm chí đã bị con sói trắng đầu đàn đè ngã xuống đất, không thể cử động. Sơ Nhất từ xa chạy tới một nhát đao đâm vào mắt con sói trắng đầu đàn. Em gái của anh ấy đã chết dưới móng vuốt của con sói trắng đầu đàn này. Hồ Bát Nhất được cứu rồi, nhưng Sơ Nhất đã bị con sói trắng đầu đàn ngã lăn xuống vực. Khi đang lúc ngã xuống, Hồ Bát Nhất dùng một móc câu tóm lấy Sơ Nhất. Ở dưới sâu thẳm không thấy đường, sói vẫn cắn loạn cổ của Sơ Nhất. Để không liên lụy tới mọi người và cũng vì báo thù cho em gái, Sơ Nhất cắt đứt dây thừng cùng sói đầu đàn đồng quy chết. Hồ Bát Nhất xuống vách dưới, ôm lấy Sơ Nhất, vuốt mắt cho Sơ Nhất. Sơ Nhất là huynh đệ tốt nhiều lần vào ra sinh tử cùng anh ấy. Hoài niệm trong quá khứ dần dần hiện lên trong thâm tâm. Anh ấy rất đau lòng, tiếp tục dẫn đoàn xuất phát, cuối cùng đến nơi mộ nữ vương sông băng. Bốn cột dựng bên lăng mộ đều là mắt quỷ. Bốn người cùng lúc ấn vào bốn mắt quỷ khai quan. Quan tài xuất hiện trước mắt mọi người. Trước khi khai quật thì thắp nến. Hồ Bát Nhất lấy ra một cây nến, thắp sáng, nắp quan tài khai mở. Mọi người chuẩn bị lấy thi thể, lửa nến chuyển sắc xanh. Đừng đụng vào thi thể trước, khả năng sẽ có chuyện. Nến tắt, người lấy thi thể thấy trước mắt một con đom đóm xanh. Anh ấy vươn tay ra bắt lấy, tay bắt đầu đóng băng lại. Còn không để anh ấy kịp phản ứng, anh ấy đã bị đông cứng lại hoàn toàn, trở thành một người băng. Đồng thời miệng nữ thi thể bay ra rất nhiều con đom đóm băng, chỉ cần chạm vào nó là sẽ bị đóng băng.
mà một con quái vật lại xuất hiện, tấn công từ mọi phía. Minh Thúc vì bảo toàn tính mạng lại một lần nữa đóng cửa lớn. Nhưng lần này Hồ Bát Nhất và Tuyết Lê Dương nhanh chóng ngăn lại. Bọn họ cố gắng giữ yên cửa đá, đợi khi anh Béo đi qua mới hạ cửa lớn xuống. Mọi người đều còn sống. Anh Béo rất bực rồi, anh ấy liên tục đạp Minh Thúc. Bao nhiêu người vì tính tham của và lỗ mãng của hắn mà chết. A Hương quỳ xuống đất vì cha nuôi mà xin lỗi. Mọi người đều chỉ vì muốn sống. Hồ Bát Nhất ép Minh Thúc đưa ra bản thứ hai của kinh văn. Kinh văn chỉ ra một con đường âm khác, chỉ cần tìm ra con đường ấy là có thể sống bước ra. Bọn họ cho nổ địa cung, thuận lợi bước ra bên ngoài. Bọn họ đến thành phủ của đất quỷ Ác La Hải Thành. Ác La Hải Thành hóa hoang mạc đã ngàn năm. Bọn họ phát hiện ra một nồi thịt bò còn thơm phức. Hải Thành ngàn năm vắng lặng không một bóng người, chỉ có một nồi thịt bò còn nóng. Là ai ở phía sau làm quỷ? Mọi người đều nghi hoặc. Lúc này A Hương trong đội ngũ lại không thấy đâu, chỉ lưu lại một dấu tay máu, bên cạnh còn đánh rơi một tấm bản đồ đánh dấu tốt. Xem ra có người cố ý dẫn bọn họ tới đó. Nhưng vì cứu người, bọn họ quyết định đi tiếp. Xuống dưới giếng cổ, trong hang động đầy bụi bay, có rất nhiều bích họa quỷ la sát. Anh Béo hắt xì một cái, hang động trở nên khiến bọn họ chìm trong hư ảo. Hồ Bát Nhất lúc trong hư ảo nhìn thấy người mặc đồ đen cùng họ đi vào sơn động. Anh ấy cấu mu bàn tay, dùng lực để lấy lại tinh thần, gọi mọi người tỉnh lại. Không khí trong động rất cổ quái, hít vào sẽ khiến người ta hôn mê thần trí. Bọn họ quyết định bịt mặt đi qua. Đi đến cuối đường, bọn họ mở một cánh cửa, bên trong là một cung điện u ám. Đi đến thiên thang, trong cung điện có một tượng rắn thần phát sáng. Bốn cột xung quanh nâng lên được điêu khắc về lịch sử đất quỷ. Tổ tiên của đất quỷ có được mắt rắn cốt, thành lập nên một tôn giáo thần quyền vĩ đại. Trong này sinh ra một nữ vương có đôi mắt âm dương, thân thể ấn ký lời nguyền, chỉ có thể tự nguyện hiến dâng đôi mắt. Trong lễ tế mới thành một nữ vương mới của miếu trong đất quỷ, mới có thể hóa giải lời nguyền diệt vong trên người. Những sản phẩm đào thải không thể trở thành nữ vương sẽ bị ném xuống vách núi trở thức ăn cho rắn quỷ. Lúc này một nhóm người áo đen xuất hiện bao vây bọn họ. Hóa ra A Hương là hậu thế của quỷ tộc. Vì muốn lấy được mật phượng hoàng trong tay Hồ Bát Nhất, giải thoát lời nguyền diệt vong, cô ấy luôn mưu tính một kế sách, hạ độc sư phụ Thiết Bồng, đẩy mẹ nuôi xuống núi. Trong lúc tranh đấu, A Hương dùng Tuyết Lê Dương uy hiếp Hồ Bát Nhất đưa ra mật phượng hoàng. Hồ Bát Nhất đưa ra bảo vật, A Hương lật lọng đẩy Tuyết Lê Dương xuống vách núi. Hồ Bát Nhất vì cứu người cũng nhảy xuống. Không ngờ trên vách sơn động, bọn họ phát hiện ra chân tướng của nghi tế thần điện. Nghi tế bên trên đều là giả, đây có lẽ là do những người bị ném xuống vẽ lại. A Hương cầm lấy mật phượng hoàng từ dưới đất cho vào mắt rắn, lại tự móc mắt mình ra cho vào bên mắt rắn còn lại. Cô ấy niệm chú, cung điện bắt đầu chao đảo. Nghi tế dường như đã có hiệu quả, nhưng cô ấy phát hiện ra lời nguyền trên thân thể con rắn không biến mất. Lúc này Hồ Bát Nhất và Tuyết Lê Dương cuối cùng đã bước lên sàn nghi tế. Bọn họ khuyên A Hương dừng nghi tế lại. Lời hướng dẫn nghi tế trên bức bích họa, mẹ quỷ đều là giả, đất quỷ sớm đã bị diệt vong, nơi bọn họ đang ở chỉ là một động quỷ hư ảo. Người thống trị nghi tế tàn khốc của đất quỷ hại chết bao nhiêu nữ nhi, sự oán hận tích tụ bởi mẹ quỷ đã nguyền rủa nơi này, chỉ có thể trong này cử hành một lễ nghi tương phản, dùng mật phượng hoàng đóng lại vùng hư ảo mới có thể chính thức kết thúc lời nguyền. Sĩ quan chạm vàng, hợp tác sinh, phân tác tử. Bọn họ sử dụng lá bùa vàng để tìm ra vị trí thực sự của mật phượng hoàng. Nhưng A Hương trên bờ vực của sự sụp đổ thì không nghe lời. Minh Thúc nhân lúc A Hương không chú ý, chạy tới tượng rắn thần tháo mật phượng hoàng ra, ném cho Hồ Bát Nhất. Hồ Bát Nhất đặt mật phượng hoàng vào đúng vị trí, nghi tế dừng lại, vùng hư ảo khép lại. Lời nguyền ám mọi người cuối cùng đã hóa giải. Lần đại nạn sinh tử lần này khiến Hồ Bát Nhất rửa tay gác kiếm, nói không làm là không làm. Trong nguyên tắc, Hồ Bát Nhất còn nói một câu, người chết đáng giá không bằng người sống có ý nghĩa. Đúng vậy, tiền kiếm được bao nhiêu cũng phải tiêu cả đời.